오, 한잔 놀러 있어요. 돈만 드냐요? 뭐 그거 난 누가? 돈만 드나? 왜 이래? 예. 나 cướp hàng của tôi đây. Wish we could turn back time. 8 năm kể từ ngày đầu tao chơi đột kích 2015, tao quay lại với thật nhiều đổi mới. Vẫn với xin chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh của tôi nha. Mới xem bài rap về đột kích trên mạng rồi. Phát xàm liền bà chướng. Học lỏm được mấy câu nghe chết chơi thật. Nhưng mấy thằng khứa khốn nạn này tôi bắn gần chết xong tôi đó ăn hôi không mà mới đúng là mấy thằng cô hồn này. Mấy thằng cô hồn các đảng. Đù chém dao đột cái luôn, sướng nha. Ui né ra né ra né ra né ra trời ơi thằng quỷ thì bóp giấy đồng đội, trời ơi quả nó bóp nát giấy luôn mày ơi, nó chặn đường lui của tôi, thằng súng nhắm nó bắn tôi bỏ chạy mà nó cản đường lại chứ chết người thật. Dạo này đi cái phong trào gọi là xin số đề đó nó lắng xuống rồi các bạn à, bây giờ nó chuyển sang cái phong trào mới là tôi đề nghị anh cho tôi một con số. Ôi trời ơi giờ nó không xin nữa các bạn à, giờ nó đề nghị luôn, nó mới chết không xin nữa, đề nghị anh cho tôi một con lô. Mày nói thật nhẹ đu chơi sờ bát luôn hả? À sờ bát đụng 687 rồi bạn ơi, hàng nóng đụng hàng nóng. Vào đây trời ơi bắn một viên chết luôn anh em ạ. À, đúng là súng củ chuối nó mạnh vô cùng. Súng này hôm nay tôi bắn quả súng hai hòn giá anh nhầm nhầm súng hai viên đạn, nó nhầm hai hồng giấy. Bị bóp giấy nhiều quá bị rối các bạn ơi. Đù mới nói là con hàng này bắn one hit one kill các bạn ơi. Đấy, thằng kia tôi đi lướt nhẹ một cái thôi, tôi bắn một viên nhẹ nhàng nó mất 96 máu đấy, cái đau quần các bạn ơi. ấy xài ấy điền xì cửa chú nào ra đây cho tôi test đam con này nào. Ronaldo thì ít thì Messi thì nhiều. Đù bắn chất chơi lắm các bạn ơi. Ui trời nó trong đàn khói tôi không thấy đường. Nghe ra đàn chơi con solo cô không có thấy gì hết bạn ơi. Nó Ngọc Trinh nó thấy mình chứ mình lại không thấy nó nha. Ok, move bèo. Lần này tôi sẽ núp trên khu A đi. Mỗi lần tôi đi mid là tụi nó đi A, mỗi lần đi mid là tụi nó đi A, cứ để chống khu A là không được. Mấy đồng đội tôi, mấy thằng quỷ khốn nạn đồng đội tôi nó canh khu A không được hay cho lắm. Anh em mình đổi chỗ nào, đổi chỗ đi. Tôi núp đây rồi, đúng rồi, hiểu ý đấy. Đồng đội tâm linh tương thông, thông qua thông lại. Ý, úi, chỗ bắn viên chưa chết kìa. Úi, chỗ ba, hai viên chưa chết, trời hư không. À, mày núp được đó hả? Cho ăn lựu đạn anh em à. Yếu lắm rồi, đằng này yếu lắm rồi. Yếu lắm rồi, yếu là gió nè, yếu là gió. Đi đâu, mấy thằng quỷ đi 300 máu các bạn ơi. Bắn mấy viên, chọi thêm chết lựu đạn, không chết. Thế nó khổ. Kiếp hồn. Kiếp ui lại chết nữa. Gặp Brando của Việt Nam chứ phải trưởng được. Căng nha. Đặt tên nhân vật Brando bắn như một vị thần. Không biết anh ấy bắn có hay được hay không. Tôi lại sang Cuba lại tiếp tục cái hành trình gọi là núp thần trưởng. Ủa, thằng nào xịt cái bình xịt dài đấy. Đấy tôi cũng xịt thêm cái nữa nãy là thấy ghê chưa. Ủa bỏ bình xịt chất chơi. Ui thằng quỷ này lại núp ở đây. Mày dành chỗ núp tao thế nhỉ? Chỗ đó tôi làm sổ đỏ rồi. Mấy ông cũng dành cho tôi à. Khiếp hồn. Đúng là mấy thằng dân chơi núp gỡ trộm đấy. Các bạn đừng đùa. Lựu đạn nè, né đi. Đi sai. Phải nói là con hàng này nó được gọi là nâng cấp lên các bạn ơi. Nó có cái màu đẹp hơn thôi chứ tôi vẫn thấy nó vẫn bắn không. Cũng như cây 687 bình thường đó. Không có gì mới mẻ cả. Đấy. Nào bắn súng nhắm mà vội mà vàng đấy. Đợi tôi với. Đây. Hàng đây. Hello. Trời ơi bắn sao lại tôi được. Cứ bắn con 19 máu phải lấy con hàng này ra bắn thì nó hơi quê. Súng này phải là, anh em phải là 100 máu mới ra đấu với lại mới là sướng. Bắn 19 máu đâm ra lại không phát huy được cái chức năng khả năng đặc biệt của cây súng này. Ước gì cây này được 50 viên mà được bắn liên thanh.
Anh em nghĩ sao nếu cây này bắn như cái TMB và tốc độ bắn liên thanh của 6 đồng VIP? Bắn tinh 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 tinh. Chắc là nạp bản H vào mới được thôi các bạn ơi. Bi sai. Mù nè. Nó phát hiện tôi nghe biết rồi. Phát hiện nè. Cần đầu nha. Bắn phát. Đạn văng từ lừa đó. Không trụm lại à. Bắn tôi phát được 15 máu rồi anh em ạ. Sao cái chú muốn gì? Ý nha. Trên cầu hả? Máu liều nè. Chơi không? Ấy à, súng gì bắn rác thế. Đu vào bông choáng chơi dao hả? Được đi. Hàng về này thích chơi dao. Đùa chứ bạn chơi dao còn thua tôi xa lắm. Quê vãi đái. Ui giời. Ôi gì đấy? Ui gì đấy? Ngáo ngơ. Đu ui. Ui thằng này nó giả ngáo anh em ạ. Ui nó ngồi thùng mà tôi tưởng ông này bị ngu, tôi tính lao lứt nó luôn. Không ngờ nó quay lại nó bắn tôi chết. Đúng là cái tuyệt kỹ giả dạng của cái thanh niên đột kích Việt Nam nó đã lên một cái tầm cao nâm cơ mới. Dám lừa anh đã già xếp. Ước gì có ai đó lừa tình tôi. Cứ để lừa bắn súng làm gì. Còn hàng này thì rất nhiều bạn comment tôi làm nên tôi mới làm đấy. Các bạn biết không, tôi đọc những comment của các bạn ấy thì rất là nhiều bạn comment là anh làm cái 687 đi. Thật ra là không ai comment cả nhưng mà tôi tự thích nói vậy thôi. Câu nói huyền thoại của tôi là mẹ. Tôi đọc comment của các bạn thì rất nhiều bạn yêu cầu tôi làm cái súng này, làm cái súng kia nhưng mà thật ra chả thằng nào comment cả, tôi thích tôi làm. Thằng nào comment? Toàn mấy comment xin số đề không, mấy comment cái gì? Ngồi trên QA chán quá bạn ơi, mấy thằng kia quỷ là BL nó chết hết rồi. Đành phải xách xe, xích lô đi sang luôn. Khéo tụi nó lại chả chết hết, chả có thằng nào tôi húp cả. B hả? Hello. What are you doing? Đùi trắng. Đít bự đùi trắng, bãi trưởng 2 kill. Akishi you know. Ui, chết hết rồi, chả thằng nào hết vui đấy. Giật cá mình nhỉ, nó còn trong size B à. Phải nói là trong đột kích đấy, kiểu như mấy ông đi cái kiểu gì mới chả nghe tiếng vậy các bạn ơi. Nó chui trong cu B. Đấy, thằng nào chửi ngu VKL tôi chửi lại ngu cha mày. Nè, anh em chơi trong phòng thì bảo nhưng mà chơi bắn có âm mạng một tí các ông lại cứ chửi nhau. Trời ơi. Không ngu mà ống chó nó bại cả trưởng thật. Hi hi. Ha ha đi. Nói chung là các bạn chơi cứ bảo nhau mà chơi đó các bạn ơi, đừng chửi nhau làm gì. Vui thôi, chơi game mà làm căng thẳng thế. Cứ như tôi phải xôm không? Cứ cầm dao lâu lâu mình lứt cái mình phê lói. Lứt. Phan nó mà bấm chữ R không kịp. nó nổ lại phát còn 17 máu nè. Ui, bắn được 3 máu. Không sao, cũng mạnh đã phết mà. Hàng này là hàng độc và lạ. Chơi tết, 100 năm nước chảy đá mòn. Em tôi vẫn cứ chơi hoài đặt bom. Đầu lòng hai ả Tố Nga. Thúy Kiều là chị hay cười ha ha. Chế tập lao. Ngu người. Chùa hiệp cuối rồi nha. Mới đó mà tới trận chung kết rồi sao? Trận chung kết U23 Campuchia. Ui mẹ ơi, ngồi ngay cũ nó đục lùng nó đục bên kia kìa. Hiệp cuối rồi đấy anh ơi. Ui, cho anh nãy chuối rồi đừng bắn em. Đục nhẹ em đây là em chết đấy. Ui, hiệp cuối rồi anh Brando ơi, tha cho em đi. Đặt tên Brando bắn ngu như bò. May quá bạn ơi, nó đục bên kia không đục bên đây à. Bà Z đánh nã nhẹ một viên nhá, thì các bạn sắp mặt lờ. Thôi, lại chơi lại Phật gắn này cho tôi, mày lứt được vài thằng đi. Chứ chết là ngu người lắm. Hiệp quyết định mà, trận này trận chung kết mà. 6 đều. Bình tĩnh thôi. Đi đâu. Bạn đây phải xử lý nhẹ nhàng không? Đấy, ta phải hết sức là bình tĩnh. Chắc tôi cũng tạm dừng từ đây thôi các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở cách gọi là một cái video lần sau. Chào mọi người nha. Đừng quên bấm vào nút
chu các bạn nha. I'm